Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đến với bản tin giá cả thị trường chăn nuôi ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Dr. Vet cùng Chăn nuôi Việt Nam phát triển. Điểm tin giá heo hôm nay. Tại Trung Quốc, giá heo hơi Trung Quốc tiếp tục xu hướng tăng vào hôm nay, lên quanh 14,56 tệ trên kg, tương đương 49.500 đồng trên kg, mức cao nhất kể từ đầu tháng nhờ nhu cầu tiêu thụ có chiều hướng tăng lên trước kỳ nghỉ lễ. Thời tiết mưa lớn ở nhiều khu vực làm gián đoạn hoạt động lưu chuyển heo. Các công ty lớn không chịu áp lực xuất bán heo trong dịp cuối tháng sau khi kế hoạch kinh doanh được điều chỉnh trong bối cảnh đàn heo sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tại miền Nam Trung Quốc, giá heo hôm nay cũng được điều chỉnh tăng lên quanh 14,67 tệ trên kg, tương đương 49.900 đồng trên kg. Tại Thái Lan, giá heo hơi có chiều hướng giảm vào tuần này do sức tiêu thụ chậm hơn, sau khi dịp Tết cổ truyền tại nước này đã dần khép lại, kéo mặt bằng giá bình quân cả nước giảm xuống quanh 84,83 baht trên kg, tương đương 59.200 đồng trên kg. Tại Việt Nam, ở khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận mức giá dao động trong khoảng 51.000 đến 53.000 đồng trên kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá cao nhất khu vực 54.000 đồng trên kg được ghi nhận tại Hưng Yên. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không có biến động, dao động trong khoảng 49.000 đến 53.000 đồng trên kg. Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng giảm không đồng nhất 1.000 đến 2.000 đồng trên kg và dao động trong khoảng 50.000 đến 55.000 đồng trên kg. Trong đó, sau khi tăng nhẹ một giá, 52.000 đồng trên kg là mức giá được ghi nhận tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang. Tại chợ Ngọc Lũ, lượng heo về chợ hôm nay có chiều hướng giảm nhẹ, còn dưới 2.500 con. Chợ giao dịch trung bình với giá heo đầu 54 đến 55.000 đồng trên kg, phổ biến 50 đến 51.000 đồng trên kg, hàng chân từ 47.000 đồng trên kg trở lên và vẫn còn tồn lại heo tới hôm sau. Tại chợ Tân Xuân ở miền Nam, lượng heo nhập lò và nhập chợ đạt quanh 4.800 đến 4.900 con, giảm gần 200 con so với hôm qua. Chợ đầu phiên bán trung bình với giá quanh 58 đến 62.000 đồng trên kg, tùy chất lượng heo, nhưng do heo về ít nên cuối phiên không rớt giá với giá từ 62.000 đồng trên kg trở lên. Điểm tin giá gia cầm một số nước trong khu vực. Tại Trung Quốc, nguồn cung gà chưa thực sự dồi dào, một số khu vực sản xuất chính còn khan hàng, trong khi nhu cầu tiêu thụ trước dịp nghỉ lễ có cải thiện nhẹ. Hỗ trợ giá gà trắng nhích nhẹ lên quanh mức 10,50 tệ trên kg, tương đương 35.600 đồng trên kg. Giá trứng gà giảm nhanh và mạnh liên tục từ cuối tuần trước và trong đầu tuần này, xuống còn quanh mức 9,36 tệ trên kg, tương đương 31.900 đồng trên kg. Nhu cầu thu mua của các đại lý lẫn công ty chế biến giảm dần, do đã tích trữ cơ bản nguồn hàng, trong khi tiêu thụ ở các hộ dân cư không được tốt như kỳ vọng. Nguồn cung trứng hiện tại nhìn chung vẫn giữ ở mức thấp. Điểm tin giá gia cầm trong nước hôm nay. Với gà trắng, tại miền Bắc, giá gà trắng giảm 500 đến 1.000 đồng trên kg, xuống còn phổ biến 31 đến 34.000 đồng trên kg, giá hàng đầu 34.000 đồng trên kg áp dụng với đàn nhiều chống biểu 4 kg trên con. Mặc dù thời tiết chuyển mưa lạnh, tuy nhiên các thương nhân nhận định tiêu thụ tương đối ổn định, do các trại muốn kích cầu tránh tồn hàng sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 nên điều chỉnh giá giảm. Thời tiết giao mùa khiến gà bị bệnh vặt nhiều trại phá đàn xuất bán gà nhỏ 2,7 đến 2,8 kg trên con với giá 29.000 đồng trên kg. Tại miền Nam, giá gà trắng duy trì quanh mức 19 đến 22.000 đồng trên kg, tùy biểu tùy tỷ lệ chống mái. Lượng gà biểu nhỏ 2,5 đến 2,8 kg trên con đẩy ra mạnh hơn trước thềm nghỉ lễ. Giao dịch tại chợ đầu mối, lò mổ. Tại chợ đầu mối Hà Vĩ, lượng gà trắng về chợ ổn định quanh mức 3.000 con, thời tiết mưa kèm lạnh hơn khiến khách tới chợ ít, chợ bán chậm. Giá gà trắng nhập về chợ mua xô tiếp tục điều chỉnh giảm xuống còn quanh mức 36 đến 37.000 đồng trên kg, do chất lượng gà về chợ biểu nhỏ nhiều, không đều, theo đó giá bán ra cũng hạ xuống mức 37 đến 40.000 đồng trên kg, tùy gà trống hay gà mái. Với gà màu, tại miền Bắc, giá gà ta lai CP giữ ổn định quanh mức 36 đến 37.000 đồng trên kg. Nguồn cung gà mái khan hiếm. Tiêu thụ gà màu trong tuần trầm lắng, không tăng như kỳ vọng cùng với nguồn cung gà dồi dào khiến giá gà khó tăng. Với gà công ty nuôi 90 đến 100 ngày, giao dịch tại trại cũng đi ngang 45 đến 48.000 đồng trên kg, mức 51.000 đồng trên kg áp dụng cho đàn nguyên mái nhưng khó bán. Gà da pha Nghệ An được gom đều ra Hà Nội, ước tính khoảng 5 đến 6.000 con trên ngày với giá lên xe 45 đến 46.000 đồng trên kg, giá xuống xe được 48.000 đồng trên kg mua xô. Với vịt thịt, tại miền Bắc, giá vịt thịt chững lại ở mức thấp, đạt 30.000 đồng trên kg, tiêu thụ vịt thời tiết mưa lạnh chậm chạp hơn. Lượng vịt bệnh hoặc chớm bệnh được đưa ra thị trường nhiều hơn, chủ yếu liên quan đến bệnh bại huyết. Tại miền Nam, giá vịt đồng loạt nhích nhẹ lại khắp các vùng miền, lên mức 42.000 đồng trên kg tại miền Tây và 39 đến 40.000 đồng trên kg tại miền Đông. Nguồn cung vịt vãn hơn sau khi xuất bán ồ ạt từ cuối tuần trước, cùng nhu cầu hỏi mua của thương lái có lại hỗ trợ giá có chiều hướng tăng. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin giá cả của một số vật nuôi khác trong nước ngày hôm nay. Mọi thông tin giá cả chi tiết trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin giá cả mỗi ngày. Hãy cùng đồng hành và đón xem bản tin giá cả của chúng tôi vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại!